Và cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 7 tháng 2 năm 2019. Và trên màn hình quý vị, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào Chim. Bộ ghế Minh Quốc Đào Chim này chúng tôi làm theo yêu cầu và đơn đặt hàng của anh Kế tại xã Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ. Và hôm trước anh đã duyệt xong phần mọc của sản phẩm rồi. Hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện phần sơn BU rồi. Tôi có quay lại một video clip để gửi lại anh, cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng. Những ai đang quan tâm đến những bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách thì có thể tham khảo video clip này. Đây là một mẫu ghế khá quen thuộc với chúng ta rồi, mẫu bàn ghế Minh Quốc Đào. Và chúng tôi có kết hợp đục đào chim, hay còn gọi là mẫu đào chim. Toàn bộ sản phẩm là chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ hương đá, gỗ hương đá nhập khẩu bên Nam Phi. Trước mắt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm. Thì phần gỗ là chúng tôi là chọn lọc đều 100% là gỗ lục lõi và rất là đẹp, không dập không giác. Đi vào đường nét chi tiết hơn, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn. Đây là hai chiếc ghế ngắn, hai chiếc ghế nhỏ. Toàn bộ phần yếm trước ghế là chúng tôi làm yếm cong quý vị nhé, rất là giá trị, yếm cong. Mặt ván là liền tấm và vân gỗ thì hoàn toàn tự nhiên. Đây quý vị thấy gỗ hương đây, vân gỗ hương đây, đi đến gần thì chúng ta có thể nhìn rõ vân gỗ được nổi lên rất là đẹp. Cái phần trương ghế này chúng tôi đạp đục kết hợp với mẫu đào chim. Toàn bộ đường nét thì được đục gọt rũa rất là đẹp và sắc nét, cũng như là những đường cong rất là mềm mại. Đi vào chiếc ghế thứ hai, đây tôi có quay cho quý vị xem cái phần dáng ghế này, dáng ghế đào rất là đẹp. Phần chân là được đục chạm mà đầu lân chân móng quý vị nhé. Đây là gọi là đầu lân chân móng, yếm đục hoa lá tây. Toàn bộ những cái phần cột này là gỗ rất là đẹp, vân veo hoàn toàn tự nhiên. Đây quý vị thấy phần vân gỗ rất là đẹp, cực kỳ giá trị luôn. Phần vách là dày, quý vị thấy những sản phẩm của chúng tôi phần vách rất là dày. Tiếp theo đây là phía gồm một phần bàn gồm có hai ngăn kéo, kèm theo hai chiếc đôn, một chiếc đôn trà và một chiếc đôn ngồi. Toàn bộ bàn đều làm yếm cong hết, yếm cong hết. Đây, tiếp theo là phần tôi quay phần ghế dài cho quý vị có thể xem được. Tôi sẽ quay chi tiết cho mọi người có thể xem được. Chiếc đoạn dài này có kích thước là 2m. Phần ván mặt đây, mặt liền tấm một lá quý vị nhé. Phần gỗ thì vân thì cực kỳ là tuyển chọn luôn. Vân gỗ 100% tự nhiên và chúng tôi đã PU bóng mờ rồi. Chiếc ghế dài này hiện tại chúng tôi đang ở một góc máy là nó hơi bị ngược sáng một chút quý vị nhé. Ánh sáng không được chuẩn lắm. Đây là phần trương ghế. Đó, quý vị thấy được cái đường nét đục chạm rất là đẹp, cực kỳ là sắc nét. Những bông hoa thì những chú chim hay là những trái đào này được chúng tôi về rất là tròn này, cũng như là phần chim, con chim này rất là có hồn này. Quý vị thấy không? Đó. Hiện tại là nó hơi bị ngược sáng một chút nên quý vị nhìn về màu sắc này nó không được thật, không được giống so với thực tế chúng ta nhìn bên ngoài. Đấy, quý vị có nhu cầu tham khảo thì có thể liên hệ tới xưởng
đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 5086 nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tôi đi lại một lần nữa tổng thể của bộ bàn ghế cho quý vị có thể xem được, chiêm ngưỡng được tổng thể. Đó, chúng tôi có để số điện thoại trên màn hình kia, 0987 5086 nhé. Mọi người xem video thì hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video mới nhất của chúng tôi. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này bên dưới phần mô tả video. Dẫn tới website đồgỗtùng8.com để mọi người để xem được chi tiết hình ảnh của sản phẩm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé.